Vừa qua, Hội Chữ Thập Đỏ huyện Ngọc Lặc tổ chức lễ khởi công và trao tiền hỗ trợ xây nhà ở cho hộ nghèo hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở tại xã Phùng Minh và xã Phùng Giáo. Dự buổi bàn giao có lãnh đạo Hội Chữ Thập Đỏ huyện, Mặt trận Tổ quốc huyện, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, Hội Chữ Thập Đỏ xã, trưởng các ngành, đoàn thể xã. Gia đình ông Bùi Văn Ly, làng Cốc, xã Phùng Minh và ông Lê Văn Tuấn, làng Bằng, xã Phùng Giáo thuộc diện hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn, nhất là về điều kiện nhà ở. Ngôi nhà cũ của gia đình xây từ rất lâu nay đã xuống cấp trầm trọng, gia đình không có khả năng làm mới. Xuất phát từ nguyện vọng của gia đình, Hội Chữ Thập Đỏ các xã Phùng Minh, Phùng Giáo đã lập hồ sơ đề xuất hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hai gia đình. Sau khi khảo sát thực tế, Hội Chữ Thập Đỏ huyện đã hỗ trợ xây dựng nhà Chữ Thập Đỏ cho các gia đình. Mỗi gia đình được hỗ trợ xây nhà số tiền 50 triệu đồng, trích từ Quỹ Nhân Đạo của Hội Chữ Thập Đỏ huyện năm 2023. Ngôi nhà được xây dựng là nguồn động viên rất lớn đối với gia đình ông Bùi Văn Ly, làng Cốc, xã Phùng Minh và ông Lê Văn Tuấn, làng Bằng, xã Phùng Giáo, giúp các gia đình ổn định đời sống, vươn lên thoát nghèo bền vững. Đại diện hộ gia đình đã phát biểu cảm ơn Hội Chữ Thập Đỏ huyện. Chính quyền địa phương đã tạo điều kiện hỗ trợ các gia đình làm nhà mới để các gia đình có căn nhà khang trang sạch đẹp, không phải lo mỗi khi mùa mưa bão đến.